Cũng liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Liên Chiểu cho biết, đến nay thì địa phương cũng đã ghi nhận 41 ca mắc COVID-19. Trong đó liên quan đến cảng cá có 35 ca, đặc biệt là các ca mắc mới tại khu vực đường Nguyễn Như Hạnh đã được phong tỏa trước đó. Với chuỗi lây nhiễm này thì các ca mắc tập trung chủ yếu tại phường Hòa Hiệp Nam với 32 ca và xuất phát chính từ chợ Nam Mô. Hiện quận Liên Chiểu đã ghi nhận 183 trường hợp mắc COVID-19, trong đó điểm nóng nhất là phường Hòa Khánh Bắc có 68 ca, tiếp đến là các phường Hòa Minh và Hòa Hiệp Nam.